bạn chưa tìm được shop bán ngôn bích uy tín, hãy đến ngay với shop blogfood.vn. Chúng mình đang có dịch vụ random ạc 17k. Chỉ với 17k thôi anh em sẽ có một cái ạc ngon. Nếu hình xui thì anh em sẽ gà. Anh em thử nhận bài may mắn của anh em đi nào. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tứ TVGM đây. Thì chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chơi game Project Slayer anh em ạ. Nhưng mà lần này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để đi lấy nắm đấm Akaza cực kỳ siêu dễ luôn anh em ạ. Thì anh em mở phá cho mình cái hồi nãy anh em cái Village gì đó, nãy cái thành phố Village nãy mình chết rồi, mình lỡ đi mong mất tiền, mình quên nói với anh em rồi. Và mình qua đây anh em sẽ nhận nhiệm vụ của nó, và nhiệm vụ của nó chỉ nếu mình nói chuyện với ổng anh em sẽ tốn 7.000 anh em ạ. Thì ok, bắt đầu bây giờ mình sẽ đi theo cái đâu rồi. Thì trước khi mà anh em nhận nhiệm vụ của ổng xong ấy, thì nó sẽ đưa cho anh em một cái nhiệm vụ như tới thế này anh em ạ. Thì anh em nhìn trên bản đồ trước mặt, nhìn vào game của anh em ấy, nó sẽ đưa anh em tới thẳng cái hồ như thế này anh em ạ. Hình như lúc mà mình mới nhận nó cách mình phải xa 1.000 mấy hay gì anh em ạ. Và mình nó bắt mình đi xuống dưới nước để tìm một cái quyển sách hay là cái cuốn gì đó anh em ở dưới nước, mà mình phải lụm lên và để xong cái nhiệm vụ đầu tiên. Thì bây giờ mình sẽ đi lặn lội và đi tìm anh em ạ. Vậy có cái cuốn nó màu đen anh em ạ. Thì anh em lặn xuống nước mà anh em thấy cái gì đen đen thì anh em lụm thôi. Cái này nó cũng dễ, nó không có khó lắm anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình chưa lụm được nữa anh em ạ. Mình thấy rồi. Rồi vừa nói luôn anh em ạ, hên thật sự luôn các bạn. Ngay bây giờ xong nhiệm vụ đầu tiên rồi, nhiệm vụ thứ hai. Thì cái nhiệm vụ thứ hai của mình đó anh em là nó bắt mình đi bính 20.000 đam anh em ạ. 20k đam. Thì quýnh chừng nào đủ 20k đam thì mình mới có thể là lấy đi. Và đi quýnh con Akaza nữa thì mình có thể lấy được xong cái nhiệm vụ này mà mình có được nắm đấm Akaza anh em ạ. Làm xong cái nhiệm vụ này mình thấy hơi là khá là lâu anh em ạ. Và 20k đam thì mình nghĩ là mình nên tua nhanh video và cắt, hoặc là cắt video ra tại đây anh em ạ. Vì khá quýnh 20k đam thì mình nghĩ tầm 10 phút thôi anh em ạ. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng tua nhanh video cho anh em xem nha. Thì mình sắp farm tới 20k liền anh em ạ. Nãy giờ mình farm cũng được 10k mấy rồi anh em ạ. 17k mấy anh em ạ. Nhầm mình nhầm ấy. Thì farm tới 10k mình nghĩ cũng khá nhanh thôi anh em ạ. 20k thì cũng khá nhanh thôi. Em để trong giây lát nha. Ok, thì không còn bao lâu nữa thì mình có đạt được 20k rồi anh em ạ. Sắp rồi anh em, 19.000 mấy rồi anh em ạ. Ủa rồi bạn, có rồi các bạn ơi. Trời ơi, hiện tại mình đang quýnh mình ơn luôn nè anh em ạ. Mình sợ mình chết quá anh em ạ, mong là có người lên hỗ trợ mình anh em ạ. Bây giờ mình nói mình ơn mình nhầm khi mình sẽ chết sớm đó anh em ơi. Đừng đùa nữa. Với lại đam của mình còn hơi yếu anh em ạ. Sức mạnh của mình cũng hơi yếu. Quýnh chỉ được có 12 đam mà quýnh ăn cái gì trời ơi. Mình thấy con cái lưỡi hái của mình là đam cao nhất anh em ạ, có 15 mà. Vậy là mình còn quá yếu, vậy là mình quá xui khi mà không quay cái những cái tộc gì mà để có thể là mạnh hơn. Còn yếu không mà mong có người hỗ trợ mình, có ai không vậy trời ơi, lên đi mà. Mình thấy mình cấp chết rồi nè anh em, mà mình sợ nó hồi máu một cái là mình. Đây. Ôi có. Ăn nhân cứu mạng. Ôi đi thôi, bây giờ mình đứng mình hiêu máu một tí anh em ạ. Bây giờ mình cho cái mấy bạn nó quýnh đi, giờ mình đứng hiêu máu. Thì nào quýnh xong thì mình sẽ được nắm đấm Akaza thôi anh em ạ.
Sắp xong rồi, sắp xong rồi các bạn ơi, sắp xong rồi, sắp xong rồi. Ui ôi, không có bao lâu nữa anh em ơi. Thì con nó còn có khoảng 700 mấy máu rồi anh em ạ. Giờ mình đứng ở ngoài mình còn bao nhiêu mana thì mình cứ tung chiêu hỗ trợ các bạn nháy anh em ạ. Hiện tại bây giờ mấy bạn cũng không chịu bật đi với mình anh em ạ. Mình ui rồi. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Mình muốn mình phải là người tiêu diệt Akaya cái khúc cuối anh em ạ. Nên mình sẽ cố gắng. Đây đây, thời tới anh em mà thời tới rồi mình thấy tung tích rồi, đây đây đây. Ui không rồi, đâu rồi, đâu rồi, đây đây, mình làm được rồi, mình làm được rồi, đây đây, đây. Hay quá, được rồi anh em ạ, được rồi anh em ạ, được rồi nè. Cái gì đây, lụm đứa, ủa lụm gọi có anh em. Ủa đây anh em à, Akaya đây anh em mà nắm nắm đây rồi, hợp lý quá. Đấy 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 đấy, dài ngay tuyệt vời anh em mà, nhìn đẹp đẹp giáo nhỉ. Nói gì thì nói chứ mình phải đi test một cái anh em, với lại mình cũng chưa quen với cái nắm đấm này anh em ạ. Mình nhầm khi mình không quen lắm cái mình vô mình bị Genbeke nó quýnh vô cái nằm luôn anh em, mấy đùa nào ạ. Ui giời ơi, ui 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 ui, ui giời. Rồi muốn nắm đấm tôi đâu rồi, đây nắm đấm, học rồi học rồi, mình muốn nắm trực diện đó anh em ạ. Đây đây đây, 14 đam anh em ạ. Thì hồi nãy cái nắm đấm thường của mình hình như được có 12 đam mà nắm đấm, tính ra là nắm đấm này mình sẽ đơn được 2 đam anh em ạ, là mình được 14 đam. Ok nhưng mà thôi cũng được, nói chung là sau này mình sẽ cố gắng có tộc với những cái rèn luyện cái pet mastery mình lên anh em ạ, để cho nó mạnh mẽ hơn, để cho nó tăng đam các bạn ạ. Với lại mình là tộc con quỷ mà, mình nói chung là mình không có cái chung là không có cái clan gì ngon anh em ạ, kiểu là cứ bị mỗi lần mà muốn 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 xài chiêu ấy mình hết hay hết mana lắm nè, cày vãi anh em ạ. Ok bây giờ mình phải quýnh chết được nó mình mới chịu anh em ạ. Nói chung là mình còn yếu máu quá anh em, mà với lại mình còn quá yếu, ngồi không có chân luôn anh em ạ. Ui 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 ui, này này né đi, né né đi, né đi. Ui sợ, ui sợ, ui trời ơi, ui ui trời, hên quá hên quá, mà với lại nó còn khá trong anh em ạ. Chắc nói chung là video tới đây thôi, nó cũng là cũng dài rồi anh em ạ. Thì mình test tới đây thôi anh em ạ. Và nếu mà anh em thấy thích video này thì nhớ để lại cho mình một like và subscribe, và cũng đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo về mình nhé. Ok thì video tới đây thôi anh em, bye bye các bạn.